Luận Đại Trí Độ, quyển 89. Phẩm thứ 78, tiếp theo, tứ nhất pháp, tiếp theo. Kinh: Thế nào là 80 vẻ đẹp? Này Tu Bồ Đề, đó là: đỉnh đầu chẳng thấy được, đôi môi cong đẹp tựa như vầng trăng non, thân vững vàng như thân Na La Diên, lực sĩ cõi tiên, khi xoay thân tựa như thân voi chúa, toàn thân tinh khiết, thân thẳng chẳng cong, chỉ ở bàn tay trang nghiêm, mắt cá chẳng lộ ra, khi đi thân chẳng lay động, tay chân đầy đủ, mũi cao thẳng, lỗ mũi kín, vành tay lớn và dài thòng xuống, đầu xương câu móc với nhau, móc xích, khi đi chân dở cách mặt đất 4 tấc, chỉ chân hiện rõ trên mặt đất, đầu gối cứng và tròn, thân mềm mại, ngón tay dài và vót tròn, mạch máu ẩn sâu, thân tròn lá mịn màng, thân đầy đủ, dụng nghi đầy đủ, thường an ổn chẳng động, tất cả đều muốn nhìn, mặt chẳng đổi sắc, mùi đỏ như trái tần bà, rốn sâu và tròn đầy, tay chân bằng và đầy, chỉ tay thẳng và sáng, chỉ tay chẳng đứt đoạn, gương mặt rộng và đẹp, hòa vui với chúng sanh, mùi thơm tỏa ra nơi miệng, đi chậm rãi như voi chúa, đầu như trái Ma Đà Na, răng sắc bén, lưỡi mỏng, lông tinh khiết, 9 lỗ có tướng đầy đủ, rốn chẳng lộ ra ngoài, bụng thon, thân đoan nghiêm, thân cao ráo, quanh thân có hào quang 1 trượng, xem chúng sanh bình đẳng, tùy chúng sanh mà dùng âm thanh vừa đủ nghe, tùy thận chúng sanh mà thuyết pháp theo thứ lớp nhật duyên, người xem chẳng nhàm chán, tóc chẳng rối, tóc xanh như ngọc thanh châu, tất cả đều oai nghiêm, khuôn mặt dài vừa phải, khuôn mặt tròn đầy, âm hưởng thâm sâu, lông xoắn về phía phải, tay trần như ý. Chỉ tay dài, chúng sanh có ác tâm khi nhìn thấy liền được vui, mặt sáng như trăng rằm, mùi thơm từ lỗ chân lông, dùng nghi oai vệ như sư tử, tướng đi như ngỗng chúa, âm phát ra đầy đủ rõ ràng, lưỡi màu đỏ, lông màu hồng, mặt rộng và dài, tay chân trắng và đỏ như màu hoa sen, bụng cũng chẳng lộ, thân chẳng khuỳnh động, phần thân trên nở nang, tay chân dịu dàng tinh khiết, khi đi có hào quang chiếu theo, chẳng khinh chúng sanh, thuyết pháp mà chẳng chấp, đến nơi nào thì dùng ngôn ngữ nơi đó mà thuyết pháp, chúng sanh chẳng thể thấy hết các tướng nơi thân Phật, tóc dài và đẹp, tóc xoắn đẹp, tay chân có tướng phước đức. Này Tu Bồ Đề, thân Phật thành tựu đầy đủ 80 vẻ đẹp như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dạy chúng sanh rằng: Này các thiện nam thiện nữ, phải khéo phân biệt các tự môn. Từ 1 chữ dẫn đến 42 chữ, hết thảy các tự môn đều nhập vào trong tự môn đầu tiên, cũng đều nhập vào trong tự môn thứ hai, trong tự môn thứ ba, dẫn đến cũng đều nhập vào trong tự môn thứ 42. Tất cả các ngữ ngôn đều nhập vào trong 42 chữ, 1 chữ nhập vào trong 42 chữ, 42 chữ nhập vào trong 1 chữ. Chúng sanh phải như vậy mà khéo học 42 chữ, khéo học 42 chữ rồi lại phải khéo thuyết tự pháp, khéo thuyết tự pháp rồi lại phải khéo thuyết vô tự pháp. Này Tu Bồ Đề, Phật khéo biết pháp, khéo biết tự pháp, khéo biết vô tự pháp, vì vô tự pháp mà nói tự pháp. Vì sao? Vì vượt lên trên hết thảy danh tự pháp nên gọi là Phật pháp. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát dùng tài thí và pháp thí để nhiếp độ chúng sanh. Đây là việc làm rất hy hữu, khó có thể bị kịp. Thế nào là Bồ Tát dùng ái ngữ để nhiếp độ chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng 6 Ba La Mật vì chúng sanh, thuyết pháp dạy cho họ rằng: Người hành 6 Pháp Ba La Mật nhiếp được hết thảy các thiện pháp. Thế nào là Bồ Tát dùng lợi hành để nhiếp độ chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh, nên dùng 6 Pháp Ba La Mật để giáo hóa chúng sanh, khuyên họ hành 6 Pháp Ba La Mật. Thế nào là Bồ Tát dùng đồng sự để nhiếp độ chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng các lực thần thông biến hóa vào tận trong 5 đạo chúng sanh, sống với chúng sanh, làm các công việc chung với chúng sanh, rồi dùng 4 nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự để tùy duyên nhiếp độ chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng sanh là bất khả đắc, pháp là bất khả đắc, pháp tánh cũng là bất khả đắc, vì là rốt ráo không, là vô thì không vậy.
Bạch Thế Tôn, như vậy Bồ Tát làm sao hành sáu pháp ba la mật, làm sao hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, 37 phẩm trợ đạo, 18 pháp không, làm sao hành ba giải thoát môn, không vô tướng và vô tác, bốn xả, chín thứ đại định, làm sao hành 10 Phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, làm sao hành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bồ Tát làm sao an trú trong năm thần thông mà vì chúng sanh thuyết pháp. Bạch Thế Tôn, chúng sanh bất khả đắc, năm ấm bất khả đắc, sáu pháp ba la mật bất khả đắc, dẫn đến 80 vẻ đẹp cũng bất khả đắc. Trong bất khả đắc chẳng có chúng sanh, chẳng có sắc, dẫn đến chẳng có 80 vẻ đẹp. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, làm sao có thể vì chúng sanh thuyết pháp được? Bạch Thế Tôn, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát còn bất khả đắc, huống nữa là có Bồ Tát pháp. Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, như chỗ ông nói, vì chúng sanh bất khả đắc nên là nội không, là ngoại không, là nội ngoại không, dẫn đến là vô pháp, hữu pháp không. Vì chúng sanh bất khả đắc nên năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, dẫn đến 18 bất cộng pháp đều không. Bốn quả thanh văn dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều không. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát quán hết thảy pháp đều không, nên vì chúng sanh thuyết pháp mà chẳng chấp tướng không. Bồ Tát quán các pháp vô ngại mà chẳng phá hoại pháp tướng, chẳng có phân biệt, chỉ vì chúng sanh như thật thuyết pháp vậy. Ví như Phật hóa ra vô lượng người rồi dạy cho họ tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, dạy họ tu bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, vân vân. Ý ông nghĩ sao? Có phân biệt, biết các người hóa đó phá hoại các pháp chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng được vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, phải biết Bồ Tát hành bát nhã ba la mật vì chúng sanh thuyết pháp, khiến họ xa rời được các điên đảo, an trú nơi pháp vô phược, vô giải, chẳng trói chẳng mở. Vì sao? Vì sắc chẳng trói chẳng mở dẫn đến thức chẳng trói chẳng mở. Sắc chẳng trói chẳng mở là chẳng phải sắc, dẫn đến thức chẳng trói chẳng mở là chẳng phải thức. Vì sao? Vì sắc, thọ, tưởng, hành và thức đều rốt ráo thanh tịnh, dẫn đến vì hết thảy pháp hữu vi và vô vi đều là rốt ráo thanh tịnh. Như vậy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp mà chẳng đắc chúng sanh, chẳng đắc hết thảy pháp, vì tất cả đều là bất khả đắc. Bồ Tát chẳng trú pháp, chẳng trú pháp tướng. Vì sao? Vì sắc dẫn đến pháp hữu vi, pháp vô vi đều là không, vì tự tánh các pháp là bất khả đắc nên chẳng có chỗ trú vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng pháp không như vậy mà nói pháp, tức là hành bát nhã ba la mật. Do vậy nên dù nói Phật pháp, dù nói thanh văn pháp, dù nói bích chi Phật pháp cũng đều chẳng có lỗi lầm. Vì sao? Vì khi đã đắc các pháp rồi mới y pháp nói ra mà chẳng chuyển các pháp tướng. Vì như pháp tánh thật tế là không, là chẳng chuyển được nên chẳng hành, vô hành là hành pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu như pháp tánh thật tế chẳng chuyển thì sắc cùng với pháp tánh, pháp như và thật tế có gì khác nhau chăng? Thọ tưởng hành thức dẫn đến pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, cùng với pháp tánh, pháp như thật tế có gì khác nhau chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, sắc dẫn đến pháp hữu lậu, pháp vô lậu, cùng với pháp tánh, pháp như thật tế chẳng có gì sai khác nhau cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chẳng có gì khác thì làm sao phân biệt pháp ác, có quả báo ác đưa đến các cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, pháp lành có quả báo lành đưa đến các cõi trời và người, làm sao phân biệt phàm và thánh? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, do ở nơi thế đế mà phân biệt có quả báo ác, quả báo thiện, chẳng phải ở nơi đệ nhất nghĩa vậy. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa chẳng có tướng, chẳng có phân biệt, cũng chẳng có ngôn thuyết, hết thảy các pháp, từ sắc dẫn đến pháp hữu lậu, pháp vô lậu, đều là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, đều là rốt ráo không, là vô thủy không. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu do nơi thế đế mà phân biệt có các quả báo, chẳng phải do nơi đệ nhất nghĩa đế, thì phàm phu cũng có được quả tu đà hoàn, dẫn đến được quả vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, phàm phu có biết đệ nhất nghĩa đế chăng? Nếu biết thì cũng có được quả tu đà hoàn, dẫn đến được quả vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề,
Vì phàm phu chẳng biết được thế đế, cũng chẳng biết được đệ nhất nghĩa đế, chẳng biết đạo, chẳng phân biệt được các đạo quả thì chẳng sao có được đạo quả. Này Tu Bồ Đề, các bậc thánh biết rõ thế đế, cũng biết rõ đệ nhất nghĩa đế, có đạo, có tu đạo, nên phân biệt biết rõ các quả sai khác. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tu đạo có được quả chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Tu đạo chẳng được quả, không tu đạo cũng chẳng được quả, mà cũng chẳng ly đạo quả, lại cũng chẳng trú trong đạo mà được quả. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chỉ vì chúng sanh phân biệt có các quả, mà chẳng phân biệt là tánh hữu vi hay tánh vô vi. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng có phân biệt là tánh hữu vi hay tánh vô vi của các quả, thì vì sao Phật lại nói rằng ba hạ phần kết sử tận thì được quả tu đà hoàn, tham sân si mỏng thì được quả tu đà hàm, năm kết sử tận thì được quả a na hàm, 10 kết sử tận thì được quả a la hán, hết thảy tập khí tận thì được quả bích chi Phật, các phiền não và tập khí tận thì được quả vô thượng bồ đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao có thể phân biệt các quả là tánh hữu vi hay là tánh vô vi? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông cho các quả tu đà hoàn, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi Phật dẫn đến quả vô thượng bồ đề là hữu vi hay là vô vi? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả các quả đó đều là vô vi. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, trong pháp vô vi có hấp phân biệt chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào thông đạt hết pháp hữu vi và vô vi, đều là nhất tướng, là vô tướng, thì người ấy có còn phân biệt hữu vi và vô vi chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp mà chẳng phân biệt các pháp, vì biết tất cả đều là nội không dẫn đến, đều là vô pháp hữu pháp không vậy. Bồ Tát tự mình chẳng chấp trước các pháp và cũng dạy người khác chẳng chấp trước các pháp. Khi tu 6 pháp ba la mật, tu 37 phẩm trợ đạo, tu 4 thiền, tu 4 vô lượng tâm dẫn đến tu nhất thiết chủng trí, Bồ Tát tự mình chẳng chấp trước và cũng dạy người khác chẳng chấp trước. Vì chẳng có chỗ chấp trước nên cũng chẳng có chỗ chướng ngại. Ví như người hóa do Phật biến hóa ra, chỉ vì độ chúng sanh mà hành bố thí, nhưng chẳng thọ quả báo bố thí, dẫn đến chỉ vì độ chúng sanh mà hành nhất thiết chủng trí, nhưng chẳng thọ quả báo nhất thiết chủng trí. Cũng như vậy, Bồ Tát chỉ vì độ chúng sanh mà hành 6 pháp ba la mật, dẫn đến hành hết thảy các pháp hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, mà chẳng chú cũng chẳng thọ các quả báo. Vì sao? Vì Bồ Tát thông đạt các pháp tướng đều là vô sở hữu vậy. Luận: Hỏi, an lập chú xứ của người thế gian và của người xuất gia tu hành khác nhau như thế nào? Đáp: Người thế gian dùng sức mạnh quyền uy để an lập chú xứ của mình, khiến chẳng ai có thể xâm phạm được. Ví như người dũng sĩ cầm khí giới giữ gìn chú xứ của mình, khiến chẳng có ai dám đến xâm lăng. Trái lại, người xuất gia do công đức tu hành mà có oai lực an lập chú xứ của mình, khiến các ma quỷ chẳng dám quấy phá vậy. Hỏi, thế nào là khéo biết 42 tự môn? Đáp, trong kinh Đại Thừa có nói rằng tất cả các ngữ ngôn đều nhập vào trong 42 chữ, một chữ nhập vào trong 42 chữ, 42 chữ nhập vào trong một chữ. Phải khéo học 42 chữ, khéo học 42 chữ rồi lại phải khéo thuyết tự pháp, khéo thuyết tự pháp rồi lại khéo thuyết vô tự pháp. Ví như hai chữ, ba chữ hợp lại thành chữ đôi chữ ba, như vậy một chữ thành ra hai ba, dẫn đến có hàng ngàn vạn chữ. Cũng ví như A biến thành BA thành LA, như vậy có thể nhập vào 42 chữ. Nhập 42 chữ vào một chữ A, trong 42 chữ đều có phần chữ A. Biết như vậy gọi là khéo biết pháp danh tự. Khéo biết pháp danh tự dẫn đến khéo biết pháp nghĩa, tức là khéo biết thật tướng nghĩa của các pháp. Vì sao? Vì ở nơi pháp nghĩa thì các pháp đều chẳng có danh tự. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp là rốt ráo không, là chẳng có danh tự, thì Bồ Tát làm sao trú trong các thần thông để vì chúng sinh nói pháp? Nếu là rốt ráo không, thì chúng sanh cũng không, mà các pháp cũng không,